Đây mình đi chợ mới về nha mọi người. Đây Việt giới thiệu dạ. Cho mọi người xem đây Việt. Đây là bao nhiêu tiền công bố cho mọi người xem, 100 ngàn không? Bắp cải đây là củ cải rồi các loại là mọi người. Nói chung là mình vừa đủ tiền 100 ngàn luôn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đi rửa và chế biến thôi. Ok, bánh cam, bánh cam. Ủa chứ đòi tài tử cái đấy quần. Đây là mình và bạn Việt cũng mới vừa làm xong nha mọi người. Đây ba món. Gồm có món gì vậy? Gồm đây là nước lèo, đây rồi. Là nấu xào. Đây là nấu xào và bắp bông cải. Đây là nấm kim châm chiên giòn. Còn đây là ba món của mình cũng làm xong rồi nha mọi người. Gồm có canh, canh chay nha mọi người. Gồm có rau củ các loại. Tiếp theo là gỏi cuốn. Gỏi cuốn kiểu loại của mình nha mọi người. Còn cuối cùng là mì xào chay. Giờ mình sẽ mời đây mình chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Hôm nay camera có ra cái thử thách cho mình và bạn Việt thi đấu nhau nha mọi người. Nay ngày rằm nên coi camera ra thử thách gì nha mọi người. Mời camera. Chào mọi người, hôm nay là rằm tháng 10, mình có ra thử thách cho hai diễn viên của mình là đi chợ nấu 3 món chay với 100k. Và để xem hai bạn này nấu cho mình ăn được cái món gì nha. 100k mà 3 món hả? Căng à. Thôi để tôi ra tôi mua ba và thu tiếu chai ăn cho rồi vậy. Tiền đâu, đúng đưa tiền sao tôi đi chợ vậy? Lại lấy tiền gì coi? Móc gì đó. Lấy tiền gì coi, lại vô lấy trời tiền ơi, gì coi. Trời ơi. Được lớn quá rồi. Nha. Mỗi người 100k hả? Mỗi người 100k đây. Đi chợ nấu 3 món nha. Hôm nay camera có khách thì nay ngày rằm nên bọn mình làm món chay nha mọi người. Giờ mình sẽ bắt đầu đi chợ thôi. Tiền giờ mình đi coi. Rồi mình đi chợ nha mọi người. Đi chợ nha mọi người. Viết để giấy gớt của tao không lấy tiền đâu. Bớt liền. Bây giờ là bạn Việt đã đi chợ. Bây giờ thanh niên đi chợ. Đây mình đi chợ mới về nha mọi người. Đây Việt giới thiệu dạ. Cho mọi người xem đây Việt. Đây là bao nhiêu tiền công bố cho mọi người xem, 100 ngàn không? Bắp cải đây là 20 ngàn. Đây 10 ngàn. Cái đó là gì? Đây là nuôi chính hiệu. Đây 7 ngàn, ủa 6 ngàn. Đây 15 ngàn. Tất cả các thứ này với rau là đây với đây luôn là 20 ngàn hết luôn. Còn đây là 6.000, 9.000, canh với ấy là 2.000. Rồi tổng cộng là 100.000 đúng không vậy? Tổng cộng là tôi còn dư 3.000 đó. Dễ quá. Ừ. Đây còn đây là phần của mình nha mọi người. Đây mình mua 30.000 nấm rơm, mì với tỏi là 9.000 nha mọi người. Miếng đậu hũ đây là 20, bánh chén với bún là 12.000 nha mọi người. Còn rau còn lại là tất cả rau củ sắn, củ cải rồi các loại là nha mọi người. Nói chung là mình vừa đủ tiền 100.000 luôn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đi rửa và chế biến thôi. Ok, bánh cam, bánh cam. Ủa chứ đòi tài tử cái đấy quần. Hôm nay mình có thêm một diễn viên mới nữa. Nhiều người coi đây giống như trên cái bộ ốc vậy ha, cái bộ não của con gì thôi biết ăn à. Cà nữa nay mình có giám khảo nha mọi người. Tiền bé hay thấy bé xíu rồi mọi người, bắt cảo quốc nguyên cái nón nè. Tiền vô mignon, tiền bé hả? Tiền bé mà thật ra tuổi không bé đâu. Bốn ly cà phê sữa rồi. Tiền mua đôi dép đâu á tiền? Đâu có tới nữa rồi đó. Ở đó tôi bà nói ơi, bà làm ơn. Là có chưa? Thơm quá hả? Nghe đi nói cho bà ăn rồi. Thôi bà hẳn nó cái cua đâm ra rồi, nó dắt nước rồi. Mới thắng lên phải không? Bồng con, bồng con, xong rồi mới đổ vô. Không xong rồi nha mọi người. Các bạn. Đây, mình sẽ làm món thứ nhất là
món có nước lèo là kia, giống như là bún riêu, bún riêu chay, nhưng mà thật sự mình biến chế thêm đó là bún nước lèo chay. Đây còn đây đây là đậu hũ, đậu hũ mướp và cà và... rồi nhân các bạn, đây mình sẽ nấu món thứ nhất là món nước lèo chay, thứ hai là nấm kim châm chiên giòn, và thứ ba là nuôi chiên nuôi xào với bông cải nha mọi người. Em chặt cho Giang. Em chặt củi cho anh nấu đó. Hay quá nha. Dạ nấu món gì vậy? Dạ anh đang nấu nước lèo, bún nước lèo chay. Rửa xong nha mọi người. Nay mình làm cũng ba món. Làm canh nha mọi người. Mì xào rau muống với gỏi cuốn nha mọi người. Giờ mình sẽ bắt đầu làm thôi. Đây nha, mình sẽ giờ mình sẽ xào củ sắn rồi trước nha mọi người. Hả? Vậy làm món gì trước vậy? Làm món nước lèo trước. Bún nước lèo hả? Bún nước lèo sáng với đậu hũ chứ nha mọi người. Đây đậu bún mình ăn rồi. Cầm tủ kìa. Cầm hai tay, cầm tay. Chào bún sáng. Uống nước lèo hả? Uống nước lèo. Nước lèo chay. Còn mình thì đang xào sơ củ sắn với đậu hũ để mình làm gỏi cuốn nha mọi người. Mày tới rồi. Giám khảo mà không cho ta bình luận gì hết. Đây là giám khảo. Không ra đây sâu lên là được. Đi từ đó bụng lắm rồi. Gì? Giờ mình bỏ mướp mướp hương vô nha. Cho nó ngọt nước. Giờ mình sẽ bỏ đậu hũ vô mọi người. Nay cái này là mình làm món gỏi cuốn. Bây giờ mình sẽ cho một tí các gia vị cơ bản nha mọi người. Đánh sâu cho anh ấy nêm. Hai ba cái biết đó. Ông xong món rồi hả? Đây giờ mình xong rồi mình sẽ cái này mình sẽ múc xuống và mình sẽ cuốn bánh chén nha mọi người. Nên mình làm gỏi cuốn. Ngon lắm á. Giờ nó ngon chứ biết ăn sao chứ không biết. Để chút coi sao. Mình sẽ làm món chiên bột. Và tôi sẽ kế tiếp là chiên bột. Nấm kim châm chiên bột. Đây là món nấm chiên, nấm kim châm chiên bột của Việt. Đây giờ mình sẽ làm món mì xào nha mọi người. Giờ mình sẽ xào nấm. Như vậy. Đây nha mọi người. Nay mình sẽ làm mì xào. Mì xào chay của mình nha mọi người.
của gì nữa. Là mình bỏ đậu hũ luôn. Đây mình đang tranh thủ mọi người, trời đổ mưa rồi. Bạn về cũng sắp xong rồi mọi người. Giờ mình sẽ đổ mì vào nha mọi người. Mình đổ mì vào và coi như xong rồi đó. Sau khi món mì xào mình chín, giờ mình sẽ múc vào và thành phẩm nha mọi người. Cuối cùng cũng xong được một món rồi. Giờ sao trời? Còn cái mì xào của tôi, còn cái món xào của tôi sao đây? Đây là còn mình đang làm món tiếp theo là cuốn gỏi cuốn nha mọi người. Đây củ sắn và đậu hũ nãy mình đã có xào sơ rồi. Giờ mình sẽ bắt đầu cuốn thôi. Khi nãy mình mới vừa xong món mì xào và mình tới cuốn gỏi cuốn nha mọi người. Đây thành quả đây. Bây giờ mình sẽ làm món thứ ba của mình nha mọi người. Đây mình sẽ nấu canh. Mình sẽ xào sơ nấm. Đây mình mới vừa đổ nước cho nha mọi người. Giờ mình nay mình sẽ nấu canh chay nha mọi người. Đây mình đang làm món thứ ba của mình đây. Đây là mình và bạn Việt cũng mới vừa làm xong nha mọi người. Đây ba món. Gồm có món gì vậy? Gồm đây là nước lèo. Rồi. Đây là nuôi xào. Đây là nuôi xào bắp bông cải. Đây là nấm kim châm chiên giòn. Còn đây là ba món của mình cũng làm xong rồi nha mọi người. Gồm có canh chay nha mọi người. Gồm có rau củ các loại. Tiếp theo là gỏi cuốn. Gỏi cuốn kiểu lạ của mình nha mọi người. Còn cuối cùng là mì xào chay. Và mình sẽ mời đây mình sẽ mời Camaga làm giám khảo của bọn mình nha. Camaga công tâm Camaga. Rồi giờ sẽ dùng món nào trước? Nấm kim châm đi. Nấm kim châm à? Ừ, ăn món khô trước. Món khô trước nha. Nấm kim châm của bạn Việt mọi người. Mọi người thấy hấp dẫn không? Chấm dưa dưới này nè. Chấm à, chấm. Ừ, chấm dưa. Mời mọi người nha. Nó vị nó làm sao nói cho review cho mọi người biết Camaga. Nó giòn, nó ngọt. Đây mọi người. Nó là thơm luôn. Ngon quá, ăn miếng nữa nha. Đừng ăn hết ta nha. Thấy thằng nấm nhất luôn á. Việc làm món này ngon quá, thơm nè. Giờ muốn nước lèo nè, giờ lấy quất bún với chiên vô. Việc lấy giá gì rồi? Giá đâu? Giá này. Đây ngoài trời cũng đang mưa rất to nha mọi người. Nên hành trình làm clip của mình cũng rất vất vả luôn á. Đây Camaga đang review món tiếp theo là món bún nước lèo nha mọi người. Đây mọi người thấy hấp dẫn không? Lâu rồi tụi mình mới được ăn chay đó. Nay bọn mình ngay gầm tháng 10 nên bọn mình có một thử thách nho nhỏ nha mọi người. Mình làm món chay. Vừa. Toan còn thiếu gì nữa? Có rau gì không vậy? Có rau nè, giá nè. Rồi lại. Lại ấy giá ấy rồi, giờ anh múc nước vô. Múc nước lèo phải có nước. Ngon quá, thơm ghê luôn á. Thơm không? Ừ. Có ngon sao? Nó thơm đậu hũ non hay gì đó. Ừ, tại vì mình cắt ra nó không cần chế biến gì nhiều. Thơm ngon ghê luôn á. Không chắc thua quá. Chưa ăn chưa biết nha. Chưa biết, món kia là ngon, không biết ngon không nha. Thấy là hấp dẫn rồi đó. Quá trời hút ghê rồi. Có nào ăn của bạn Việt cái no à, lấy cái gì ăn của mình không? Có đó. Đậu hũ chứ. Ngon quá. Thơm ghê luôn á, anh mua tại lò hả? Tại lò đó. Thấy món này cũng hấp dẫn à. Món đó thì nó hơi giòn chút thôi. Sợ mình ăn hơi sống không được. Ừ, nhất vô. Đây bạn Việt đứng mà nhìn cũng hèm luôn mọi người. Nước chua chua ngọt thơm ơi là thơm luôn. Lâu lâu mà mình cho ăn chay cái gì cảm xúc sao vậy? Cảm xúc
vô mốt. Vô mốt hả? Tại vì sát sinh quá nhiều. Chứ mình làm cũng quá cực mọi người. Gặp trời mưa đó nên hành trình của mình rất cực luôn. Rồi hút gì ghê vậy camera? Ngon á. Đây mọi người, mình nhìn cũng rất hấp dẫn mọi người. Rồi, món này có tên là gì quên rồi vậy? Nuôi xào, bông cải, món chay. Trời ơi, nhiều món hay với ta. Đây, mời mọi người nha. Rất hấp dẫn mọi người. Cái này chắc mình thua nữa rồi mọi người. Cái camera mà ăn mà kiểu như cạn tàu gấu máng luôn mọi người. Chén nước tương vào. Xíu nước tương vào, chít xíu thôi. Chít thôi. Trời ơi. Ngon. Mình quay mà mình chảy nước miếng luôn mọi người. Hấp dẫn quá. Giòn. Bông cải giòn. Giòn. Ăn vậy nó mới ngon. Chứ mà ăn mềm quá là nó chết liền. Ngon lắm luôn á. Ừ. Thơm. Nuôi xào bông cải hay gì? Nuôi xào bông cải. Đây là ba món của bạn Việt nha mọi người. Cuối cùng camera cũng thử hết rồi. Đây là ba món của mình nha mọi người. Đây là mì xào chay, đây camera đang ăn trước nha mọi người. Có nấm nữa ha. Ừ. Đầu tư vậy ha. Có nấm, đậu hũ và rau muống nha mọi người. Mình đi chợ thua người ta mà mình nấu bài bản quá ha. Nhắn nói sợ camera. Còn mì nãy ngâm nước lạnh nó dai ha. Đây mì nãy mình ngâm nước lạnh chứ mình không có ngâm nước nóng nha mọi người. Nước lạnh thì nó sẽ dai hơn. Đây mọi người. Đậu hũ chiên thơm quá. Chấm vô, chấm tương á. Nó ngon quá. Lẹ camera ơi. Chứ cha tấn hàng tôi kiểu này chắc chết luôn. Chết ăn thèm, chảy nước miếng. Thèm mà cứ ăn cái này chết luôn mọi người ơi. Đâu phải đổi dai chứ. Cha tấn quá mọi người ơi. Giết luôn cho rồi chứ. Đứng vòng ngoài. Đây khi mình ăn xong mình sẽ có món lai xét đó nha mọi người. Đó, xài dầu. Xài chấm muối ớt, xài ổi chấm muối ớt. Cái này ngoài dự tính nha. Tiếp theo là món gỏi cuốn nha mọi người. Nước tương. Wow, gỏi cuốn đây. Đây, camera đang review thử món gỏi cuốn nha mọi người. Đây, rất hấp dẫn luôn. Camera cho tấn với mình kiểu vậy chết gì rồi. Chết là thêm. Thật sống rau quế luôn ngon. Thơm. Ngon không Ngon, nhìn ngoài. Dẫn ha. Ừ, nhìn ngoài thấy ngon chứ chưa ăn. Đậu hũ của sắn ngọt lắm luôn á. Đây mình trong đợi cuối cùng thì camera cũng thử món cuối cùng nha mọi người. Chứ cha tấn mình với bạn Việt cái này chết luôn. Món cuối cùng mình là canh chay nha mọi người, nấu với rau củ và các loại. Đây mọi người, rất hấp dẫn luôn. Thích ăn nấm lắm luôn á. Nó đã. Đã không? Cảm giác sao camera? Rồi ông cha tấn mình vậy coi. Đẹp quá, hấp nhất. Đây là ba món của mình nha mọi người. Luôn nè. Đây là ba món của bạn Việt nè mọi người. Đợi camera ăn xong sẽ hỏi camera coi món nào ngon, nào ngon hơn nha mọi người. Nói chung là mình cũng cố gắng hết sức rồi. Đây cũng cố gắng hết sức rồi. Đây cho mọi người xem ba món của bạn Việt. Còn đây là ba món của mình. Nếu mọi người thích bên nào thì comment bên dưới nha mọi người. Đây là món thứ nhất, món của bạn Việt. Đây là mã số 2 món của mình đây.
trang trí á, là vì trang trí đẹp. Ừ. Đây mình đây trang trí đẹp nha mọi người. Nhìn nó bắt mắt hơn của Phong. Của mình. Nhìn của mình đi. Mình cũng qua cỏ rồi dữ lắm rồi mọi người, nhưng không bằng rồi. Còn về món ăn thì của Việt món nào cũng ngon hết. Thích được hai món này. Hai món nào camera? Món bún này. Bún nước lèo. Bún nước lèo với nấm kim châm chiên bột. Rồi. Còn của Phong thì thích canh rau củ với gỏi cuốn. Vậy món mì tôm rẻ tiền của mình bị chê mọi người. Thì thôi giờ mình sẽ vô mình ăn thử mọi người. Coi camera chấm điểm coi đúng không. Vô gì coi. Đi gì coi. Bây giờ chị thử món của Phong đi. Thử món của Phong đi. Chị qua đây đi. Trở lên đi. Em ở đâu? Em ở đây nè. Nào giữa nè. Vô vậy. Đặt vô coi mình đẹp chưa nữa. Ừ. Phong quay cái góc kìa. Diệp sát vô. Ngon nè. Thử của Phong coi. Tôi ăn là tôi ăn sạch sẽ luôn á, chưa. Đó. Rồi xong rồi bên đây đi. Thôi tôi ngồi giữa hả? Ngồi giữa đi. Tôi ngồi giữa vậy ăn. Chính xác quá nha, khó xé quá, có ăn được chỗ đủ rồi. Thôi nhẹ. Ngon. Ừ. Sau khi camera review xong giờ mình sẽ vô review coi camera nó có đúng không nha mọi người. Đây mình dùng thử món cúng của mình gì đó. Chứ nãy giờ camera tra tấn mình quá rồi. Mềm quá rồi phải không? Quá trời tấn mình luôn. Cái này nó như cái con phù mực đó. Ừ, con phù mực trắng không? Trời tấn quá à. Vậy có củ cải trắng hay gì? Củ cải trắng. Múc cái này kia vô rồi. Tô hủ nè. Ngon à? Ngon ha, tấm lẩu ha. Ừ. Cái chua ngọt vừa tới luôn á. Nói chung nè, cũng ngon á. Có cái hình rất hơi nhạt chút xíu. Nhưng mà ngon. Rạc quá à. Hơi rạc. Mà ăn nó ngon. Đâu cải ăn. Xào vừa tới luôn á. Vừa tới luôn, nó ăn nó vừa. Ừ. Đây mình tiếp theo mình review thử món bông cải xào nuôi nha mọi người nha. Giống như tương. Giống như tương. Ừ, giòn ngon không? Ngon đúng. Ngọt quá không? Mà chín. Được. Nuôi rồi vô. Ăn nhanh ăn thử cái gỏi cuốn kìa. Mì mì của bạn Phong mà. Ngon quá. Nay ăn chai thấy ngon ha. Ừ, chai ngon. Lâu lâu mình ăn chai thấy có lý ha. Có lý. Đâu trong series video của mình cũng có được ngày chai nè mọi người. Ngon là nướng không? Cái này của mình sinh tò mà cũng khá nhiều. Rồi cái này ăn uống trà của Lý à. Giòn à. Có Lý giòn, chấm với tương cái mũi. Nghiêng qua bên đây. Nghiêng về phòng bên đây. Nghiêng về bên đây. Ăn nướng. Ừ. Tôi mình món này ngon nhưng mà món này nước. Tôi xin góp ý kiến chút xíu là củ cải mình làm hơi mềm chút xíu nha. Đây mà, nó giòn à. Mềm chút xíu hơi cứng, hơi cứng. Nhưng mà nó mềm chút xíu nữa được. Nãy mình cũng có tỉ một giám khảo rất đặc biệt nha mọi người. Nên vì lý do bận công việc nên về sớm à. Tiền gì quá nè, tiền bé. Tiền bé. Giờ thử món cuốn. Cuốn là thấy ngon rồi đó. Ngon rơi luôn, ăn quà không biết no luôn. Đã, để thử nhiều cuốn rồi. Ngon. Nó cũng ngon. Lương cho con à. Nó cũng ngon. Ngon. Thơm ha. Nhưng làm này ngon. Học tao ra món đó không? Mới nghĩ à. Thôi video mình xin kết thúc tại đây nha mọi người. Hẹn mọi người vào những video sau. Dạ mọi người nha. Mọi người nhớ đăng ký ủng hộ kênh mình nha. Cảm ơn mọi người.